Mai xin hướng dẫn các bạn là pha cà phê pin với một cái pin cỡ vừa, khoảng tầm 50 đến 60 gram, mình hướng dẫn pha 40 gram chuẩn bị hạt cà phê. Tất cả đều qua cân cho nó chính xác. Lấy khoảng 40 gram cà phê. Rồi cho vào xay. Chọn cái cỡ xay mịn nhất, đó là số 1 ở trên cái máy xay này. Sau khi xoay xong cà phê thì ta để sang bên để tráng cái pin nữa nhá. Tráng cái pin cho nó nóng. Đảm bảo vệ sinh này. Yêu cầu nước cho khoa pin là phải làm 100 độ. Ta đổ nước. Sau khi tráng rồi, chúng ta tiến hành ủ cà phê á. Cho bột cà phê vào. Đổ từ từ thôi. Lắc nhẹ để cho cà phê nó được san đều ra. Khi cà phê là san đều mặt, ok rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành ủ cà phê. Với cái pin mà 40 gram này thì chúng ta sẽ lấy ra khoảng tầm 100 ml nước cốt, nhưng mà ủ chúng ta sẽ lấy khoảng tầm 70 đến 80 ml để ủ. Tôi cho một chút nước xuống dưới cái lắc pin này để xuống từ dưới lên. Ta lấy khoảng 70 ml để ủ. Lưu ý là trước khi mà rót ủ ấy thì rót dòng nước từ từ, tránh cái nơi mà có gió để cà phê với cả nước nó không bị nguội. Rót rất là từ từ thôi. Cà phê được đảo đều, dòng thật là nhỏ, lấy khoảng 70 ml. Chúng ta đợi trong khoảng tầm 2 phút. Trước khi đợi, ta có thể đẩy cái lắp vào. Ok, tiếp theo sau khi ủ 2 phút ấy, chúng ta cho pin lên trên. Dùng cái lén này, ấn nó xuống. Nén cà phê xuống. Nén vừa thôi, đừng nén chặt quá. Bắt đầu chúng ta rót cái lượng cà phê mong muốn. 100, mình sẽ rót 110 ml. Rót 110 ml. Rót từ từ thôi. Nếu đúng 110 ml thì chúng ta sẽ được nước cốt là 100 ml.